Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử đoạn 8 game. Các bạn cùng mình phá game đầu tiên nha. GTA Vice City, let's go. Ok, let's go. Get some sleep, he says. Ok, đó, có một bộ vest online. Và còn lại thì mình sẽ ăn trộm chiếc xe này. Let's go. Xe này còn đầu rất là khoai luôn. Ok, mình sẽ chở con này đi. Will you be working for my father? Maybe. You might be resting my hand in your lap. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. See you around, handsome. Wow. I'm sure you will. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tiếp theo. Inside. Let's go. So ok, let's go. Chạy thôi. Let's go, let's go.
Rồi mình sẽ ủ cái này ra. Sau đó thì mình sẽ ở trên. Let's go. Xíu thì nó cắn chết. Wow wow, mày thật. Ok, tiếp tục nào. Let's go, let's go. Lốc này cũ. Thôi, chạy lên đây xem như thế nào. Giật lại luôn. Ok. What? Bị xoay trúng quả đi luôn. Wow, 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 wow. Có lẽ phải giật lại nhanh hơn một chút thì sẽ không có gì. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Trung phép anh Uri, Adventure. Let's go. I chose you. Ok, tôi chọn bạn. Và một anh Sonadu. Người ta biến từ quả bóng thành một quả gọi là bóng chày. Ok, let's go. Xanh mặc quần màu hồng, sợ thật. Mình sẽ sang thứ tư, Stickman Equip Line. Let's go.
Wow, vẫn chết luôn. Rồi, đến cái này. Vào một tên trộm, đánh luôn. Sau đó thì mình cũng hóa thân là một tên trộm luôn. Let's go, chạy thôi. Ok, xuyên tường. Nhưng mà lại không cử động đâu. Wow, wow, you lost. Ok. Và mình sẽ sang cái tiếp theo, limo. Mình phải lôi cái này ra này. Sau đó thì sẽ nhảy đến trên đây. Không biết có nhảy được không. Wow, anh chàng này có vẻ rất là bé. Bám vào, sau đó tụt xuống. Tụt xuống đến đâu đây? Đây, mình sẽ đi sang bên đường bên này. Đó thì sẽ nhảy xuống sang đây. Wow. Chỗ này rất tối các bạn nhé. Ok. Tiếp tục vào một con thuyền. Thì ok. Đi thôi. Sắp đến bên bờ sông bên kia rồi. Chứng tỏ anh chàng bé tí hon này rất là khỏe luôn. Ok. Đây là một sợi dây này. Rất là tối, rất là khó nhìn luôn. Mình sẽ lại nhảy sang bên này. Wow. Wow, 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 wow. Oh my god. Trời ơi, nhảy từ trên cao xuống chết luôn. Và mình sẽ lôi lại. Let's go, let's go. Rồi, để lên. Nó hơi khó điều khiển một chút. Nếu mà chơi bằng PS4 thì nó sẽ dễ hơn. Mình có phải quành sang kia thì mới được chứ. Mình sẽ lại một lần xem nào. Yeah, ok. Rồi, let's go. Rất là tối luôn. Wow. Có ra ở đây có một cái bẫy này. Oh my gosh. Vậy thì chứng tỏ cái này nó phải có một cái gì đó ở đây. Không biết mình có nhận được không nhỉ? À, kéo vào được. Oh my god. Để thôi. Yeah. Ok. Oh my gosh.
Ok, đã hiểu. Yeah, let's go. Một tựa game cần phải tính toán thật kỹ. Là khi hòn đá quay sang các bạn phải lùi lại, thì lúc đó các bạn quay sang thì mới thành công được. Rồi mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slender Rising, let's go. Từ câu này thì các bạn phải đi xung quanh cái map này và các bạn tìm cho mình 7 bức hình. Thì khi đủ 7 bức hình các bạn sẽ thoát khỏi cái map này và thoát khỏi ông Slenderman. Ông Slenderman thì ở trong này và rất hay xuất hiện, cho nên khi xuất hiện thì các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì các bạn chỉ cần nhìn ông ta một lúc là các bạn sẽ bị ông ta bắt mất. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm bức hình đầu tiên, xem bức hình đầu tiên nó nằm ở chỗ nào. Theo mình nghĩ ở gần xung quanh đây thôi. Let's go, let's go. Chỗ cây này xem có gì không. Không có gì rồi, nếu có thì nó đã xuất hiện một cái tiếng kêu. Đi vào đường ở trong nhà này đi. Wow wow wow, chúng ta chạy thôi. Let's go. Rồi bây giờ mình quay lại, chắc chắn là ông ta sẽ không xuất hiện đâu. Gần đây có một bức. Let's go. Ở bên này rồi. Đây rồi, ok. Đầu tiên. Đó các bạn cứ đi xung quanh và tìm những bức hình. Thì tìm những bức hình còn lại. Các bạn khi các bạn đủ được với hình bức hình thì các bạn sẽ thoát ra khỏi map này và thoát khỏi ông Slenderman. Đó, gặp lại ông ta thôi, xuống thôi. Ông này rất hay xuất hiện ở những cái chỗ khu như thế này. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Children here. Đây là một tựa game về một người ngoài hành tinh hoặc là một con vật. Rất là to luôn, nó phải cao bằng cái cây này. Chân nó đang bước đi bằng nào. Ủa, có kia kìa. Wow. Nó đến đâu thì chỗ đó rất gió rất là to. Mình sẽ lên trên căn nhà này xem. Wow, không nhìn thấy nó luôn ạ. Ở trên điện thoại này thì không nhìn thấy gì. Mình chụp ảnh nó nhưng mà không thấy gì luôn. Đây rồi.
Ok. Rất là liều luôn. Đó, một khoảng trước người rất là to. Let's go. Không biết nó đang làm gì. Chết rồi, nó biết mình rồi, chạy thôi. Chắc chắn nó không nghe được các bạn, bởi vì các bạn sẽ nhanh hơn nó. Let's go. Đây là một người trang bị nó đánh chết. Ok. Rồi mình sẽ xem nó đi đâu nữa. Nó chỉ có đi xung quanh đây thôi. Khi đến gần các bạn cứ ấn chạy tốc độ nhanh là nó sẽ không lên được các bạn. Đây là ngôi nhà đã bị nó đánh cho gọi là nát vụn luôn. Không có người ở đây. Đó, cách chơi game này rất đơn giản thôi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game mà rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. So let's go. Wow, một con ma bé nó xuất hiện ở dưới. Ok. Chưa có gì. Oh my god. Mở ra một lúc sau nó mới xuất hiện thì làm sao mà ai tránh được. Wow. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.